cảm ơn quý vị đã quay trở lại với chương trình Gia đình và Học đường. Và hôm nay chúng tôi đang nói đến một chương trình rất là đặc biệt dành cho con em của mình để rèn luyện cái kỹ năng để có thể trưởng thành và cứng cáp hơn. Đó là chương trình Thiếu sinh quân. Và anh John đang nói đến những cái chuyện là chương trình không hứa hẹn gì hết, mà chỉ có thể bảo đảm là sau chương trình thì con em mình nó sẽ vững vàng và độc lập hơn. Và đặc biệt là nó có một cái định hướng khi bước vào đời. Hồi nãy có nói đến chuyện lính, nói đến chuyện cực khổ. Thì Jessica ơi, lúc mà con tham gia chương trình thì con có thấy cực không? Dạ con thấy mệt quá, con mệt sợ hả? Mà bây giờ con thấy không có bị mệt. Có lúc nào con cảm thấy con mệt và con sợ, mà con sợ cái gì? Con sợ để con không biết làm gì đó. Con vô có nhiều người quá, để con không có nói chuyện với người được, người ta được. À, còn cái chuyện mệt thì có lúc nào con cảm thấy đuối, exhausted, mà mình cảm thấy là mình không theo được và con muốn về với mẹ không? Dạ, con chừng nào con đi cái training bắt đầu á, con sợ quá, con muốn đi về, con khóc rồi, sợ mà con chừng nào con xong á, con vui lắm. Dạ, very happy. Vậy có lúc nào Jessica tâm sự với mẹ là mẹ ơi con không muốn tham dự nữa không? Tại vì con quá mệt không? Có. Vậy mẹ đã nói gì với Jessica? Mẹ nói cứ làm đi, like don't give up. Dạ, rõ ràng anh John ha, chúng ta cũng thấy là sau lưng những cái đứa trẻ thành công, ít nhất là thành nhân đó, thì luôn có bóng dáng của những người cha mẹ biết động viên và biết chọn những hướng đi đúng đắn cho con em của mình. Thì anh có nhận thấy có nhiều lần Hoàng Vy vào công viên, cái chỗ cái playground á, và nhìn thấy những đứa trẻ nó chơi thì có một cái sự khác biệt. Ví dụ như là, không biết anh John có thấy không, ví dụ như là con của những người Mỹ hay là những người Việt mà cái tư tưởng đã cởi mở, đã thoáng hơn á, khi thấy con mình té thì họ chỉ ngồi thôi, họ mỉm cười và họ quan sát và để cho con mình tự đứng lên. Nhưng có một số cha mẹ thì cảm thấy sốt ruột quá, con mình mới té chút xíu là chạy lại phủi, con có sao không con, rồi thậm chí là còn đánh vào cái xích đu hay đánh vào cái đất. Cái xích đu này nó làm con đau phải không? Anh John có thấy vậy không? Tôi thấy nhiều lắm, và cái đó là tôi lớn lên trong cái môi trường đó. Nhưng mà may mắn khi qua bên này tôi tiếp xúc với lại người bản xứ nhiều, và trong cái môi trường này 6-7 năm nay thì tôi thấy cái đó thực sự không đúng cho các em. Bố mẹ thì đã qua cái thời gian đó rồi, nhưng mà các em ở đây hiện nay mình đang nói về chương trình này, thì chương trình này giống như lúc nãy nói á, các em mà đã bước xuống cái base rồi thì các em sẽ tự lo cho các em hết mọi cái. Giống như buổi sáng khi mà các em ở trong huấn luyện đó, là các em phải tự chạy ra đường ngủ dậy, cái đầu tiên là phải gấp chăn lại và làm mọi thứ và quét nhà quét được. Tất nhiên là các em trở thành một người lớn thực sự rồi để lo cho các em. Dạ đây, và chúng ta đang ngồi và nói chuyện với một người lớn và trưởng thành và rất là tự tin đây. Jessica, con có thể kể một chút về những cái chương trình mà người ta tập làm sao và đến bây giờ con có được cái thói quen tốt như vậy không? Dạ, người ta tập mình làm sáng dậy sớm rồi mặc quần áo 5 phút thôi. 5 phút thôi? Dạ. Người lớn mình mà 5 phút mình chắc cũng khó để có thể ra khỏi giường nữa chứ, nói gì con nít đúng không? Rồi đi tắm, rồi đi, mình phải care for ourselves. Người ta không có lo nhiều, tại đâu có ai làm cho mình đâu. Nhưng mà có bạn nào của Jessica hay là có lúc nào Jessica có một cái suy nghĩ như vậy nè, lúc mà mình đến tham dự chương trình thì mình là một người rất là independent, mình là một người lớn rồi, mình sẽ tự giác, nhưng mà khi mình trở về nhà thì mình lại trở về là con của cha mẹ, mình buông xuôi không? Không, mình không có keep cái habit đó không? Dạ không. Có bạn nào giống vậy không? Con thấy chừng nào con vô cái training á, có 5 ngày đúng không, rồi có bạn của con 3 ngày, the first 3 days khóc quá chừng luôn, nhớ mẹ, rồi không biết làm gì, rồi con thấy từ từ bạn của con hết khóc, rồi mấy cái ngày the last days vui lắm. Dạ vui lắm thì chắc là, nhưng mà nghe Jessica kể là Hoàng Vy thấy tâm trạng mình cũng như vậy. Ví dụ như là dạ con mình đi field trip có chút xíu thôi, lòng mình nó cũng cứ trộn rộn, nó lo lắng không nguôi. Thì các bậc phụ huynh có tâm sự với anh John về những điều đó không, và có phụ huynh nào đã tới gặp anh John để nói rằng tôi sẽ cho con tôi quit khỏi chương trình này không, bởi vì nó không chịu cực được vì sót con? Có cô Phi, có, mà cái đó cũng có một số, mà chỉ có người phụ huynh Việt Nam thôi. Chỉ có phụ huynh Việt Nam là đến tự nói cho con mình quit thôi. Còn
người bản xứ thì họ vì lý do chuyển chỗ ở hoặc là họ vì lý do này lý do kia. Cô Vi hỏi câu rất là hay. Trong chương trình huấn luyện này, những em giống như Jessica, hầu như các em đều có thể được giống như Jessica, nhưng khi mà về cái môi trường của gia đình thì môi trường gia đình lại làm các em trở về cái vị trí cũ của các em. Bởi vì khi mà con về thấy con có vẻ đen thì con có vẻ siêng năng hơn, thì nói thôi con cực quá rồi, đi mấy ngày cực quá, về thôi để mẹ làm cho con. Nhưng mà thưa quý vị, cái đó là mình đang kéo con chúng ta trở về cái nếp sống cũ không được tốt. Jessica là một trong những em luôn luôn cầu tiến. Và giống như Jessica nói là cái hồi trước thì phòng MSC, nhưng mà tôi bảo đảm với quý anh chị ở đây, khán giả ở đây, là khi mà đi training về là em nào cũng vậy, 10 em hết 10 là sẽ làm giống nhau, là sẽ dạy bỏ giày bỏ dép vô một chỗ và biết giúp cho gia đình làm chuyện này chuyện kia và biết chào hỏi bố mẹ đủ thứ hết. Cái đó là một cái căn bản của một đứa nhỏ. Nhưng mà khi về nhà thì bố mẹ lại làm hết mọi thứ cho con. That's why con nó không thể nào giống như những đứa bé khác của ấy được. Mà thực sự là nãy giờ nghe anh John và Jessica chia sẻ thì chính bản thân Hoàng Vy cũng muốn là ngay lập tức sẽ gửi con em mình đi tham dự chương trình này. Nhưng mà con của cô Vy còn nhỏ lắm, chỉ mới có 8 tuổi thôi thì chưa có tham dự được. Thì và cái điểm mà chúng ta thấy nhìn Jessica đây, chúng ta thấy là không phải là chỉ cái chuyện mà gấp chăn màn và dọn dẹp phòng vào mỗi sáng đâu, mà là chính là cái sự tự tin, cái sự quyết đoán và biết là cái phương hướng của mình sẽ đi, phải không anh John? Dạ. Và để tiếp tục theo dõi chương trình thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị thêm một chút, một số hình ảnh nữa từ chương trình Thiếu Sinh Quân. Xin kính mời quý vị theo dõi. Dedication. You have to be dedicated to the Sea Cadets and to your job. Take the most of it. Và thưa anh John, vậy thì chắc chắn là quý vị phụ huynh đang thắc mắc, những em nào ở độ tuổi nào có thể tham dự chương trình và có cần điều kiện gì không hả anh? Điều kiện thì thực sự không có điều kiện gì ghê gớm lắm. Chỉ có cái là các em nó là citizen của thường trú nhân của nước Mỹ. Cái thứ hai nữa là sức khỏe của em đủ cái đủ sức để mà vượt qua những cái PE của hầu hết là các em đều pass. Cái mà và ở đây có hai lớp, một lớp là Sea Lion là cái lớp từ 10 cho đến 13 tuổi. Là lúc mà Jessica bắt đầu. Đúng, đó. Lúc Jessica bắt đầu. Và kế tiếp nữa là cái từ 13 đến 17 tuổi cho đến 18 tuổi, đó là Sea Cadet. Ngày xưa nó không có Sea Lion, nó chỉ có các em từ ở tuổi 14 tuổi đổ lên. Nhưng mà vì cái nhu cầu thì bố mẹ đòi hỏi thì lại có thêm cái đó. Và cái căn bản là bố mẹ, sự quyết tâm của bố mẹ để giúp con đi tiếp tục cái chương trình, đó là vậy thôi. Dạ. Còn không có gì đòi hỏi ghê gớm lắm. Dạ. Và Jessica, con có dự định là sẽ tiếp tục tham gia cái chương trình này về sau nữa hay không? Dạ, con muốn ở đây lâu lắm. Vậy thì trước khi kết thúc chương trình thì Jessica có thể chia sẻ với quý vị khán giả cái kỷ niệm nào mà Jessica nhớ nhất mà đến sau này không bao giờ có thể quên được về chương trình hay không? Con nhớ hồi đó con đi cái training mà trước kia, my first one. Yeah. Mình đi lên mình, Sea Lion đó. Dạ, trong Sea Lion. Con leo lên cái cầu thang á, I think 25 feet. Rồi có cái hồ bơi ở dưới đó. Rồi người ta nói mình phải you have to jump.
Yeah. Nhưng mà con không giống drum. Con không giống drum, người ta phải thấy con sướng mới được. Oh yeah. Nhưng mà con thấy, con bây giờ con nhìn I look back rồi con thấy nó vui lắm. Và nhìn lại mà mình thấy là có những cái chuyện đó nó trở thành nỗi sợ có bé xíu đối với Jessica hiện nay phải không? Yeah. Còn chuyện gì vui nữa không? Jessica muốn chia sẻ. Con cứ nhớ hồi đó con không muốn đi rồi bây giờ con muốn I want to jump now. Và nghĩ lại toàn là những cái kỷ niệm rất là vui, nhưng mà chắc Jessica cũng đồng ý với cô Vi là chính những cái điều này đã làm cho con cảm thấy con mạnh mẽ hơn, strong hơn, con tự tin hơn phải không? Dạ, con thích cái program này nhiều lắm đấy. Không phải người ta, it's not like to go to the military, mà mình có vui, mà người ta cũng dạy mình giống như responsibility, independence, discipline, rồi giống như like discipline. Dạ, tức là nghe tới chữ lính á, thì ai cũng sợ hết. Và nhất là mẹ Jessica nè, và người quen, và họ hàng, và cousin, tức là bạn bè. Có ai nói là thôi Jessica đừng đi nữa, bởi vì đi lính thì nó sẽ không còn con gái, nó không có, mà nó cứng lắm không? Có ai nói vậy không? Con có gia đình của con sợ con đi vô lính luôn á. Mà con làm cái này con biết con muốn làm giống như đồ toán rồi engineering, lại có nhiều options lắm. Và quý vị cũng nghe Jessica chia sẻ rồi đó, ngoài cái chuyện là thành trước tiên là được vui nè, bởi vì các em mà nó vui thì nó mới thích tham gia phải không anh John? Và còn rèn luyện cho các em nhỏ cái sự độc lập, cái kỷ luật và cả những cái định hướng để có thể bước vào đời. Và chúng ta có thể nhìn em Jessica đây, thì Hoàng Vy hoàn toàn đồng ý với anh John là chương trình này rất là có ích và không có làm cho một em bé gái có thể khô khan hơn như mọi người vẫn hay nghĩ phải không anh? Vậy thì cái lời khuyên của Jessica dành cho các bạn muốn tham gia chương trình này là gì? Dạ, con muốn bạn của con vô cái program này đấy. Nó vui lắm, có nhiều người, mình gặp nhiều người mới, nó vui lắm, mà mình cũng giống như mình learn mấy cái core values đó. We need it for the rest of our lives. Nhưng mà cái advice của con để cho các bạn có thể đừng có quit nửa chừng á, thì cái advice của con là gì? Dạ, con, chừng nào con vô cái program này đó, một hai năm á, con muốn quit, để con thấy mệt quá, rồi phải làm nhiều đồ quá, mà con không có give up á. Rồi I'm very happy that con ở trong cái program này, để bữa nay con để có thể ngồi đây và có thể tự hào để có thể chia sẻ với các bạn phải không? Vậy thì anh John, lời cuối cùng Hoàng Vy muốn hỏi anh, Jessica thì nói về bản thân của các em tham gia chương trình, còn anh có lời khuyên gì dành cho các bậc cha mẹ muốn gửi con theo học chương trình này hay không? Cảm ơn cô Hoàng Vy. Nói về phụ huynh thì các chị ở đây cũng giống như tôi thôi, muốn con mình trở thành một người trưởng thành. Riêng cá nhân tôi, cái đầu tiên tôi dạy con tôi thành nhân trước thành tài. Thành ra tôi nghĩ nếu các quý anh chị ở đây muốn con mình thành nhân, thành một người tốt trước, thì đây là cái môi trường rất là thích hợp cho con quý vị. Và chúng ta phải kiên trì và cố gắng nhịn lại một chút, nhìn con, khoan xúc động, khoan chạy tới và ngăn cản con, mà hãy để cho nó tự phát triển. Hãy để cho nó tự phát triển thì nó sẽ phát triển như là một cây mạnh mẽ, còn nếu mình gò bó nó quá, sau này nó sẽ không thể là một cây phát triển mạnh được. Dạ, thật sự là khi mà nãy giờ cuộc trò chuyện này làm cho Hoàng Vy cảm thấy vừa thích thú, thật sự rất là thích thú mà vừa xúc động nữa. Và như hồi nãy có trao đổi với anh John đó, là chúng ta hay nói là mỗi một gia đình là một tế bào của xã hội. Câu nói đó nghe có vẻ lý thuyết nhưng thực sự là như vậy. Nếu chúng ta nhìn thấy con chúng ta thành nhân và như vậy chúng ta đã đóng góp được cho xã hội này một công dân tốt. Đúng phải không anh John? Lời cuối tôi xin nói như vậy. Chúng ta may mắn qua bên này. Chúng ta được ở xứ tự do, và nhìn lại đất nước chúng ta, nếu chúng ta không đào tạo cho con chúng ta trở thành một người tốt, thì khi nào chúng ta mới nói là giúp đỡ cho quê hương chúng ta? Hiện nay chúng ta có cơ hội, chúng ta không làm để cho con mình biết quê hương mình như thế nào và đất nước này như thế nào, thì đừng nói là cái chuyện mà giúp cho quê hương của chúng ta sau này. Xin mời tất cả quý anh chị, nếu có con có nhu cầu hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị.
Dạ, xin cảm ơn Jessica, xin cảm ơn anh John đã tham dự chương trình. Cô Hoàng Vy xin chúc Jessica là sẽ còn đi được rất xa trên con đường của con. Chúc con mãi mãi tự tin như thế này, mạnh mẽ như thế này. Và Jessica sẽ làm được rất nhiều điều ở phía trước nữa. Và chúc cho anh John luôn luôn giữ được cái nhiệt tình đối với chương trình và luôn luôn có những cái đóng góp cho những con em được phát triển như thế này. Thưa quý vị, những cái lời tâm sự của anh John cũng như là nhiều quý vị phụ huynh chắc cũng đang nghĩ là chỉ mong con em mình lớn lên được khỏe mạnh như em Jessica đây, được tự tin và có thể đủ sức để có thể bước vào đời một cách độc lập. Đó là mong muốn và hy vọng của các bậc phụ huynh. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và quý vị mọi thắc mắc có thể gửi về email ở bên dưới của chương trình. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và rất mong được gặp lại quý vị ở những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt. Chào quý vị. Dạ, con cảm ơn cô.